Đây là bài viết Nếu bạn chưa biết bạn thích làm gì của tác giả Hoa Cúc My. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Mình nghỉ việc trong gần một năm để tìm hiểu xem điều mình muốn làm thực sự là gì. Chia sẻ cùng bạn cuộc hành trình ấy vài điều như sau. 1. Hỏi mình. Trên trang hỏi đáp Quora có một câu rằng If no one taught you what to do next, what would you do? Nếu chẳng ai dạy bạn nên làm gì tiếp, bạn sẽ làm gì? Cho đến một ngày, khi ngồi từ tốn viết xuống một thứ gì đó gọi là My Life Resume, tức là bản vắn tắt cuộc đời, mình mới liên kết được với câu hỏi trên. Nhìn toàn bộ thời gian, mình nhận ra những quyết định lớn trong đời như chọn cái gì mà học, trường nào để thi, nghề gì để làm, đều chẳng thấy điều mình thích trong đó. Là gia đình định hướng, thầy cô ảnh hưởng, theo gương anh chị, gợi ý từ bạn bè. Mãi sau đó, mình mới dành thời gian tự hỏi những câu Hồi nhỏ mình từng thích gì? Giờ có thay đổi không? Vì sao vậy nhỉ? Lúc rảnh thì làm gì? Khi mình mệt mỏi, mình muốn làm gì? Điều gì khiến mình tò mò, mình thấy vui hay thích thú khi làm chúng? Mình từng làm gì quên cả thời gian? Từ ý tưởng manh nha, mình bắt tay hành động, chuẩn bị tài chính vững vàng, tinh thần ổn định, kỹ năng đủ chắc và chấp nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong lúc thất nghiệp. Mình quyết định 2019, mình sẽ nghỉ việc. Một năm của sự trải nghiệm. 2. Hỏi người. Bước tiếp theo là mình gửi email tới những người đã có đủ khoảng thời gian cùng chơi, cùng học, cùng làm, đủ tin tưởng và họ biết về mình khá rõ. Đó là những người thân thiết, những người từng chung dự án hay đồng nghiệp từng làm việc cùng. Mình nhận được gần 30 hồi đáp. Điều đó thực tình đáng quý. Họ cho mình thấy khá nhiều điều mới, những lời nhận xét và lời khuyên hữu ích. Mình phân tích, tự đánh giá và sâu chuỗi từ việc chiêm nghiệm của bản thân. Sau đó kết luận xem điều gì phù hợp và không. À, thêm nữa, mình trực tiếp trò chuyện hẹn gặp một số người kinh nghiệm để mở rộng góc nhìn và lắng nghe từ họ. 3. Hỏi Internet. Một là mình làm các bài test về tính cách và đặc điểm nghề như là Holland, MBTI, Big Five và Enneagram để có những góc nhìn lý thuyết dữ liệu về bản thân. Tùy cách bạn làm bài test, trong tâm trạng ổn, đủ thời gian, có sự chú tâm, hiểu đúng hay thành thật với chính mình đến mức nào sẽ tác động đến kết quả. Các bài test này chỉ phản ánh một phần nào đó con người bạn trong thời điểm đó. Sau quá trình trải nghiệm điều này có thể thay đổi. Hai là đọc và cập nhật thông tin trên các trang về hướng nghiệp. Một vài gợi ý như Mạng nghề nghiệp Onet của Mỹ, Kênh tài nguyên của hướng nghiệp Sông An. 4. Hỏi sách. Trong thời gian này, mình tìm đọc nhiều đầu sách về hướng nghiệp, vài cuốn tham khảo sau. What Color is Your Parachute của Richard and Bolis, bản dịch tiếng Việt là Dù của bạn màu gì. Ikigai của Ken Moji, bản dịch tiếng Việt là Ikigai, bí mật sống hạnh phúc và trường thọ của người Nhật. The One Week Job Project của Sean Aiken, bản dịch tiếng Việt là Thử thách 52 nghề. The Element của Ken Robinson and Lou Aronica, bản dịch tiếng Việt là Môi trường lý tưởng, bí quyết khơi dậy đam mê làm thay đổi cuộc sống. Cứ đi để lối thành công của Phoenix Ho. Chuyện của nghề, nhóm chuyện của nghề. Sách hướng nghiệp của VVOB, danh sách nghề của ILO. Lưu ý các gợi ý về bài trắc nghiệm, sách, trang thông tin bên trên đều mang tính kinh nghiệm cá nhân, tùy vào gu đọc, tìm hiểu, mới quan tâm. Các bạn nên cân nhắc và kiểm tra tính uy tín, chất lượng phù hợp trước nhé. 5. Hỏi đời. Và đến lúc mình lăn xả thực tế, bằng cách lao vào làm một thời gian, mình hiểu được khoảng cách giữa việc mình nghĩ là mình thích và mình thực sự thích nó xa nhau cỡ nào. Đi làm đủ lâu mới biết mình có chấp nhận được phần chìm của tảng băng nổi hay không. Ví dụ, muốn biết mình có thích hướng nghiệp hay không, mình tham gia hội nghị hướng nghiệp, sự kiện hướng nghiệp, mình đi học lớp chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, mình hỏi chuyện những người trong ngành để biết được hành trình và thăng trầm trong nghề của họ. Mình thực hành tư vấn cá nhân, tham gia dự án, giảng dạy, gặp gỡ và lắng nghe từ các tiền bối, tự học để trau dồi kiến thức và nghiệp vụ. Đến nay, gần 9 tháng thực sự nhúng mình, mọi thứ mới rõ ràng hơn. Mình cũng tự hỏi rằng, liệu mình có muốn làm công việc này trong vòng 3 đến 5 năm tới không? Nếu có, đi tiếp thôi, ngại ngần chi nữa. Nếu chưa chắc chắn, hãy cho mình một mốc thời gian thêm 3 tháng hoặc 6 tháng trải nghiệm. Nếu không, hãy bắt đầu một hành trình mới hoặc quay lại guồng cũ và biết cách hài lòng với những điều đang có. Với mỗi quyết định lớn, hãy dám chấp nhận. Mình cần trách nhiệm gì, mình cần khả năng gì, mình cần bền bỉ cỡ nào,
và có biết cách tận hưởng con đường mình chọn không? Mong được nghe bạn chia sẻ về điều mà bạn đã nhận ra hay cách bạn tìm thấy sự tò mò, thích thú trong những công việc mà bạn đang làm. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!